Hôm qua lúc đầu là xin định mặc thử nhưng mà nó nặng quá nên thôi để cho Nhi tự mặc, mặc luôn. Hello mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay thì vẫn là chương trình thử làm stylist và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Thảo Nhi Lê. Thảo Nhi Lê, hello mọi người. Thì Nhi như mọi người đã biết là rồi đang tham gia chương trình Miss Universe, thì hôm nay mình sẽ thử làm một người stylist để có thể miss cứu mọi đời cho Nhi đi Miss Universe. Oh my god, yes. Nhi rất là hồi hộp, Nhi cũng chưa biết là những outfit nó trông như thế nào ngày hôm nay. Và Nhi rất là lồng lộn nha, lồng lộn và nhiều màu nhá, đúng không? Nhiều màu, tại vì thực ra lúc đầu mình cũng định Miss Universe thì sẽ phải mặc những cái đầm dài xong lấp lánh luôn. Nhưng mà Nhi bình thường đã quá mặc quá nhiều cái đầm như vậy rồi, mà nên là mình cũng sẽ phải có ba kiểu khác nhau. Thì một kiểu đầu tiên sẽ là kiểu Nhi hay mặc, đó chính là kiểu girl boss, đúng không? Girl boss. Kiểu thứ hai sẽ chắc chắn là một chiếc đầm rất là lấp lánh và cầu kỳ và rất là nặng nữa luôn, là pha lê. Hôm qua lúc đầu là xin định mặc thử nhưng nó nặng quá nên thôi để cho Nhi tự mặc luôn. Nên tao chưa fit cái bộ đấy luôn. Đấy. Oh my god, mong là Nhi vừa vừa size S mà. Ok. Tiếp, bộ thứ ba sẽ là bộ, ví dụ chương trình có cái màn party nào giữa các cô có, gái nhau không? Có party luôn thì nó có rất là nhiều cái hoạt động trong chương trình, là như là mình catwalk với nhau, đi dạ hội, đi ăn dinner phải rất là sang chảnh, mà cũng có những cái mà hội mà đi kiểu party cocktail. Chắc ở Việt Nam không quẩy như nước ngoài đâu, nhưng chắc quẩy vừa thôi. Không biết là cái bộ này có phù hợp không. Chắc là kiểu đứng ở ngoài quầy bar uống cocktail thôi, kiểu nhún thôi, có không phải là quẩy. Tại vì hai cái bộ kia là nó cũng hơi kiểu váy rồi, nên là cái bộ cuối thì xin mix theo cái kiểu mà nó hơi lầm lộn, hơi sắc màu. Ok, được, Nhi thích. Được đúng không? Thật ra Nhi thích, còn không biết là không biết có phù hợp chương trình hay không. Không biết chương trình có phù hợp nhưng Nhi thấy thích. Rồi, thế bây giờ mình sẽ đi thử trước nhá. Ok, let's okay. go. Bộ đầu tiên sẽ là girl boss đó. Oh my god. Nhưng mà đây là xin mang cái giày của xin xe 37 nhưng không biết là ôi sao Nhi sẽ thụt chân ở đằng trước thôi. Nhá. Đấy, nếu không chân của Nhi to lắm, giày 40. Wow. Đây là vintage Jean Paul Gaultier. Ôi cái brand này lắm đấy, luôn á. Nhưng mà cái chân váy này thì nó rất là hở, nên là nhiều khi bên trong ấy thì nó cũng không nhìn thấy cái, tại vì cái blazer này nó như một cái váy luôn rồi, thì bên trong mình có thể mặc một cái gì đấy khác. Không sao hết. Ê, là kiểu như blazer dress đúng không? Ừ đó. Cái này là của brand mới là Duke Studio thì nó rất hay đây. Đây nhìn nó rất là kiểu fashion đẹp. Đó nó rất đẹp luôn. Ok. Wow, looks very nice. Đẹp. Đây nha. Oh my god. Let's go. Là 10 cân á. Ôi là tí nữa em chết rồi, hôm nay sẽ em tặng mix cho Nhi những bộ khó không. Nhưng bộ này rất là đẹp luôn. Đúng rồi, mình xem xuất sắc luôn, quá sexy. Xin xem hình là kiểu nó quá đẹp, nó rất là hợp. Sao? Nhi. Năm nay là năm trend vì chain. Những cái gì mà liên quan đến chain nó rất là trend. Và đáng nhẽ Nhi cũng muốn là những cái váy mà muốn có chain, nhưng để xem như thế nào đã. Thì nói chung là cái này rất là nice. Cái này nó vừa kiểu gorgeous mà nó rất là quyền lực nữa. Quyền lực, cá tính và rất là nặng. Nghe cố gắng nhá, chắc là phải hai người mới giúp đỡ đó. Chắc phải cần người giúp đỡ. Nhưng đẹp lắm. Đó. Trung Tây Phong. Of yeah, course. Ở đây luôn bạn ơi. Trung Tây Phong. Nhi ơi. Wow. Các bạn ơi, tuyệt đỉnh. Được không? Sinh ra lại thành Nhi rồi. Look at me now. Wow. Mọi người mặc mấy cái đồ nặng này phải đi thẳng lên. Vì nó có thể nó làm cho mình bị gù xuống ấy, phải cố gắng thẳng lưng nó mới đẹp. Mọi người chấm điểm bộ này. Comment below. 20/10. 20/10. Bộ ba nè. Wow, màu sắc hơn. Oh my god, chị thích màu xanh lá. I love màu xanh. It's amazing. Wow. Đây là bộ sưu tập mới của H&M với cả Iris Affair.
nhau đó. Và cụ 100 tuổi fashionista 100 tuổi. Yeah, fashionista. Đây là chiếc quần của Ottolinger. Đó, rất là đẹp luôn. Thật ra nếu mà nhìn mặt cái bộ đi hoa hậu nhìn thật sự là chắc chém. Nhưng mà không biết là nó có phù hợp với cái trình hoa hậu không. Nhưng nghĩ là của tùy mình ấy, nhưng nghĩ là nếu mà mình xuất hiện thì mình cứ theo cá tính của mình thôi, nhưng không nghĩ là nó sẽ phải theo ai hết. Mọi người thi hoa hậu thì hay thi một cuộc thi nào mình cứ chính mình là được. Quan trọng là mình tự tin thôi. Còn lúc ban giám khảo nói về nhà theo quần áo thì mình ra theo quần áo cũng được. Nhìn xuống nào. Wow. Yum. Một trong những ngày cuối cùng trước khi đi vào nhà chung 2 tháng. Yes. Chúc may mắn. Thank you so đem much. Đem lại niềm tự hào cho KOL Việt Nam nha. KOL Việt Nam. Sao như thế sao với ba bộ ngày hôm nay, Nhi thích bộ nào nhất? Ôi khó nói nhỉ. Tại mỗi bộ nó có một cái cá tính rất là khác nhau. Bộ đầu tiên thì y như chị Nhi Quỳnh nói là kiểu cơ bóp đấy, những cái bộ đồ mà có lẽ là những bộ đồ mà Nhi hàng ngày nhưng mà xong rồi bộ thứ hai là Trung Thanh Phong là bộ chain, rất là chiếc chain mà bling bling. Thì đúng là một cái bộ mà có thể mà đi kiểu đi thi hoa hậu ấy. Cái bộ này nó không bị kiểu quá dài. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn có quyền lực. Đúng rồi. Còn trong cái bộ này là bộ thật sự là tính chất thời trang. Và cái bộ này mọi người nhìn vào là mọi người sẽ nhìn đúng là Quỳnh Anh Shin đúng không? Cái này là như hôm nay là Nhi là Shin đấy. Nhi là vẫn là party girl, vẫn là không, Nhi Lê nha. Đúng, vẫn là Nhi Lê, đúng rồi, là vẫn là party người. Mà Nhi ơi, nhìn cái quả quăng áo này vừa rồi là nó bao nhiêu công học kết bóc của Nhi vừa rồi là thể hiện với khúc áo. Bao nhiêu tháng đau khổ. Thật sự hồi xưa Nhi bên tay Nhi thích bảo lông lắm. Thì thật ra Nhi cũng rất là cố gắng hết mình để Nhi có thể cải thiện từ ngày đầu tiên, nó rất là ghê. Bây giờ Nhi vẫn còn ngày đầu tiên mà Nhi cũng hiểu kết quả vậy, eo ơi trông. Đúng không, Nhi hiểu rồi đúng không, nó rất là khó. Mình cứ nhìn thấy các chị người mẫu ở trên sàn mình nghĩ là nó rất là dễ đúng không, rất là đấy. Dễ. Nhưng tại vì người ta có trải nghiệm bao nhiêu năm rồi người ta tự nhiên ấy. Lần mình chứ. Không có phải Nhi cố gắng nhá. Thank you so much. Ba bộ đồ ở nhà chung xong rồi đi thi. Cho Nhi luôn đúng không? Cho Nhi đúng không? Tặng Nhi. Trước khi bye bye đổi chút. Và mọi người đừng quên nhá, mọi người sang YouTube của Thảo Nhi Lê để mọi người có thể xem Nhi styling cho Quỳnh Anh Shin đi thi hoa hậu. Nếu mà Quỳnh Anh Shin đi thi hoa hậu, Quỳnh Anh Shin mặc những bộ gì mà Nhi style cho. Ok. Alright. Bye bye mọi người. See you.